Vì sao nhục thân của lục tổ lại tồn tại được lâu như vậy và không có điều, và ở trong cái điều kiện bình thường không bảo quản mà các nhà khoa học sử dụng các thiết bị hiện đại vẫn không tìm ra nguyên nhân? Vậy theo cách nhìn khoa học và thực tế của thiền tông thì như thế nào? Khoa học thì nó đâu có đi, nó bởi vì khoa học nó xác minh là khi mất để một dục thân trở lại thì phải có cái công thức của nó, chứ phải để nó đậm để mấy ông già già thì để được, nhà già mà để được thì mua một một đơn dụng nó đơn loại. Còn ông ta nhớ là tất cả những vị tổ chúng ta chết rất nhanh, trong vòng 5-10 giây là người ta chết được, ta cắt được cái dòng điện từ để chết. Còn một gì mà muốn mà để dục thân giống như dục tổ người ta thì nó phải có cái thuộc lòng. Thuộc lòng là cái gì? Nên nhớ rằng ông dục tổ người ta hai trong chắc nhất là 3 ngày ông mới tịch, ông hộ đó không ăn 3 ngày mới tịch. Chứ mà trong quyền ký nói là 24 tiếng đồng hồ ông hộ tiền 24 tiếng đồng hồ mới tịch được. Và để làm cái gì? Đó là để làm cái gì? Làm sử dụng cái thủ mà điện từ nó dung quất cái thành thân hoặc là quất là điện từ dung quất quất bằng điện từ giống như mình đang quất bằng chỉ vậy mà mình đâu có biết được quất cho đến khi đạt thủ mà nó là chân lý không tác động được thì ông mới tỉnh. Vì thế mà mới để được cái dung thân với được tổ, nhưng mà để gì để, nhưng mà tôi nhớ hồi năm 2008 tôi qua Trung Quốc, khi mà người ta đến người ta đem cái hình ảnh đi ra mà hiên để mà cứu bộ lại móc ra ở trả ra và móc cái một hộp nó một nguyên nhưng mà trong đó móc là người ta phải sử dụng cái chất để là tạo cái hình lại sơ lại không được không lưu lại cả ngàn năm, cái đó là giống như sử dụng bút điện tử để cái dụng thân này. Khoa học nó có biết đi, bây giờ khoa học bình thường hỏi cái con người sống bằng cái gì không biết, mà ông Phật nói chứ mấy ngày nay khoa học sống bằng điện tử sẽ đi bút bằng điện tử. Đó, bây giờ tình trạng là thằng khoa học nó biết này, mà giờ thì tập nói nhưng mà người ta nghe không, khoa học có nghe không, ta có gì vì thế mà lúc tổ người ta muốn sử dụng để dùng thân để lại con đèn thì phải thời gian rất là 20 tiếng đồng ổng sử dụng cái thuật và nó là quấn cái đồ vật này qua cái bộ qua cái thân cứ đại này qua từ cứng lại để cho duy trì nó không đổ thì nó mới đỡ sắc mặt nó mới đẹp và dùng thân mới được học được nó mới hiểu được chứ mà không phải người khác cũng đã ngàn năm tháng nó đẹp ra nó sửa lại đấy. Cái này nó lạ, cái này nó rất bất ngờ, bởi vì người ta không hiểu tại sao muốn để cái dục thân này không được nhân tất đen nghe chí tôn có đọc không phải sử dụng cái điện lực giết hết của bạn giống như mình ở đây gọi là hấp 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 được chết hết mà mình là dùng cái nhân thì đánh cái sức nóng của mình hấp còn bây giờ sử dụng bằng cái điện lực một nhiễm toàn năng toàn giác nó mới hiểu được cái này. Vì thế mà cái dục thân lục tổ mới tồn tại được. Bác nói dục thân lục tổ tồn tại được nghìn năm là do thuộc quan điện từ âm dương. Vậy thuộc quan điện từ âm dương này do ai dạy mà lục tổ biết và áp dụng được ạ? Lục tổ là kiến tánh, một vị Phật có dạy ta kiến tánh đó. Tại vì một vị tổ mà muốn để dục thân thì có cái gì mà bảo vệ nó chứ? Nó bình thường cái việc lý nó phải chết. Bây giờ bởi vì tại sao con người chết mà không có khỏe? Là vì người ta bây giờ khoa học lấy này một cái phòng môn vô thì nó tư vại, nhưng mà nó tư vại cũng một năm hay năm phải thế là lỡ. Còn lần sau học sử dụng cái thuốc quấn điện từ để nó quấn cái dục thân nó lại, quấn cho nó cứng mà các sinh vật không có xen vào được. Mà bây giờ ngày xưa mình nói là quốc điện tử phải hiểu
bây giờ đó, nó bắt đúng thì từ ta biết. Thành như thế bản dùng cái dụng phụ thì từ để cho cái dụng thân bản mà kêu vào cung cung chi trùng nó không được, cung mốt cung mọt không được được thì nó mới tồn tại được. Mà từ dùng vũ trọng có thời gian tôi nhớ mà năm 2000 tôi cũng qua bệnh và từ Trung Quốc nên tôi đọc thê thông tin cái tưởng gặp lại thì tôi có đến tôi quan sát ở trong nó cũng hư đó này, vì thế mà lấy nhựa nó chết là hết, chết là nó thổi lại, nó giá và bằng một nhựa bằng tre, nó bảo đảm bảo ẩm cũng bảo vệ được cho nhà nó không đau hơn. Thời gian là thời gian dùng trên cái giá này, bởi vì nguyên tắc cái giá này là cái giá nó phụ tùy thành phần và nhiệt không cách làm tồn tại di chuyển được. Thành là con mình còn giờ tất cả những nhà tốt xác cũng để tốt xác một năm phải vô tiếp phải làm vỡ chúng ta hoặc cái nào phải để 10 năm rồi đó và cái thuốc nó cũng hiệu lực không dần thời gian mà mấy năm ngày thôi. Thành ra cách bây giờ này khi mà thiền tông đó ra đời thì nó chứng minh những cái khoa học. Bởi vì ngày xưa Đức Phật ông nói á, ông nói là bây giờ Như Lai ngồi đây, Như Lai có thể nói không? Một cái cây số này nói không? Chê thì và ông cũng có giàu, ông cũng có đi. Nhưng mà bây giờ cái khoa học nó chứng minh rằng bây giờ tôi nói về là đây thì nói gì không người kể được. Được, có điện thoại gọi, có thể số bắt ấy, bắt nghe được. Có đi nữa được, cái đất này vẫn nghe được. Thời buổi này nói cái kề là Phật thì tâm người ta mới cần ý thôi. Nhưng mà nên nhớ là cần ý cỡ nào 100 người chỉ có 7 người đồng ý thôi, còn nhiều người thì bỏ hết, không tổng cần đi. Vì thế mà cái thiền tâm nó có nói ở thời buổi này. Thế nên mà thời buổi là chưa có cái bằng điện thoại di động thì thôi bỏ hết được. Không cần điện tâm cũng có tài vô đó. Nói ông không hiểu, ta không hiểu. Thành ra nói ra là thì người ta đã đi. Bây giờ sẽ chỉ tôi ngồi đây nói là còn chứng minh được thì nó trở đi một chút. Chứ còn nếu mà không chứng minh, nó đi luôn. Là một hỏi tiếp. Tổ 33 là tổ Huệ Năng, sau khi chết vì sao phải dùng thuật điện từ để giữ thân xác của mình lại để làm gì? Mục đích của tổ làm như vậy là ý muốn nói lên cho mọi người hậu thế như thế nào? Xin thầy giải thích. Cái dòng thiền á thì khi mà truyền thiền là ông tổ thứ 33 là nó đã chấm dứt rồi. Vì thế mà ông phải để nhục thân lại để người ta nương theo cái này mà cái dòng thiền nó mới đi được. Nếu mà lục tổ Huệ Năng không để nhục thân lại thì dòng tiền nó mất. Nhờ cái này thì ta tính lạ mà 31 ông trước không để, mà ông này phải để lưu lại cho để đến. Bởi vì ổng để cái nhục thân mà là thầy của vua luôn, rất quan trọng chỗ này, phải ông phải để cho thế hệ sau người ta biết rằng cái dòng tiền nó có trong đây không. Nếu mà lục tổ Huệ Năng không để cái nhục thân lại thì người ta bảo là cái dòng tiền giả. Nó nguyên tắc. Vì thế mà bắt buộc ông phải để lên chi, để cho hậu thế biết lưu lại mấy ngàn năm sau đó, ông này ông tên gì, Huệ Năng là cái ông tu cái gì, tu thiền tông mà tổ đời thứ mấy, người ta mới ấn tượng cái chỗ này để cho cái dòng thiền nó nổi lên. Còn nếu ông không để thì cái ấn tượng cái dòng thiền nó mất. Đó, thành ra ông nguyên tắc ông phải để lại. Mà cái này là không phải ông để đâu, mà ông Thế Ca bảo trước khi chấm dứt không truyền thiền ông phải để lại cho người ta biết. Rồi về sau đời mặt pháp người ta nói ra, người ta căn cứ vào ông ta nói. Thứ nhất, ông để là cái dục thân nó có hai cái lý do. Một, để cho người ta tin vào một người không biết chữ mà vẫn ngộ đạo. Đó, quan trọng nhất là không biết chữ giờ để ta tin. Chứ để là nói cái ông biết chữ ngộ đạo rồi tôi không biết chắc không ngộ. Đây là thuật của ông Phật muốn để lại cái. Bởi vì cái đạo Phật này nè, cái vô sư trí á, nó phát cái vô sư trí là cái tánh Phật của mình nó phát ra. Còn cái hữu sư trí là cái tánh người học nó mới trở thành hữu sư trí.
à, phải quy nguyên tắc, phải hiểu cái thế giới này. Vì thế mà đạo Phật ra đời á là nói rõ là cái nào có vật lý, cái nào phi vật lý, tu như thế nào giác ngộ, tu thế nào được giải thoát. Thành ra cái thiền tông ra đời nó phải ra từ từ, chứ không ra được mười mấy năm mà ra mà còn công bố là còn bị phản ứng, chứ năm thứ hai cũng không công bố được, nó chưa có đúng duyên của nó. Phải đúng 12 năm thì mới được công bố ra. Rồi.